Theo báo cáo kết quả nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới và Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam khảo sát, định lượng, đăng ký hộ khẩu gia đình và một nghiên cứu định tính tại 5 địa phương là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương và Đắk Nông, đã có ít nhất 5,6 triệu người dân hiện không có hộ khẩu thường trú ở nơi họ cư trú. Đa số, họ làm việc ở khu vực tư nhân và khả năng tiếp cận với các dịch vụ xã hội như trường học công lập, bảo hiểm y tế, thậm chí cả việc đăng ký xe máy đều bị hạn chế. Hệ thống này nó sẽ dần dần thay thế những cái công cụ mà chúng ta đang dùng hiện nay như là hộ khẩu, chứng minh thư đời cũ. Và chắc chắn rằng là cái cách quản lý mới nó cũng sẽ thay đổi sau khi mà chúng ta có những cái công nghệ thông tin và những cái công cụ mới như thế này. Để chúng ta có thể chiết xuất, tra cứu rất nhanh những thông tin cần thiết về công dân và quản lý cư trú. Hiện nay, thủ tục đăng ký tạm trú đã dễ dàng hơn. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là nếu nới lỏng hệ thống hộ khẩu sẽ dẫn tới tăng quy mô nhập cư vào các trung tâm đô thị, gây áp lực cho các dịch vụ công và ngân sách các thành phố tiếp nhận. Tất cả mọi người đều có cái nhu cầu tìm kiếm những nơi mà có cơ hội phát triển về nghề nghiệp, về công việc của họ tốt hơn, tạo điều kiện thu nhập cao hơn. Do vậy thì cái hiện tượng mà di cư là một hiện tượng rất hết sức tự nhiên mà nó xảy ra khắp trên thế giới. Đồng thời, hiện tượng di cư này là rất cần thiết để khuyến khích cái sự phát triển kinh tế của đất nước. Để giảm bớt sự khác biệt và tiếp cận các dịch vụ xã hội và việc làm giữa những người có hộ khẩu thường trú và tạm trú, thì các cơ quan quản lý cần đưa ra những cải cách hơn nữa để thu hẹp khoảng cách trong tiếp cận dịch vụ xã hội của người di cư, đảm bảo sự bình đẳng, cơ hội cho tất cả người dân Việt Nam.